Tổng thống Joe Biden đưa ra những thông điệp khác nhau về cuộc chiến ở Trung Đông trong hai bức thư gửi người Mỹ ủng hộ Palestine và người Mỹ ủng hộ Israel. Theo kênh CNBC ngày 18 tháng 11, trong khi một lá thư nhấn mạnh sự hỗ trợ mà ông Biden dành cho Israel trong cuộc chiến chống Hamas, thì lá thư còn lại tập trung vào công việc của chính quyền Mỹ nhằm bảo vệ dân thường ở Gaza. Mặc dù hai bức thư không mâu thuẫn với nhau và cũng không mâu thuẫn với các chính sách của Tổng thống Biden, nhưng việc Văn phòng Thư tín Nhà Trắng soạn hai phiên bản của một bức thư về cùng một chủ đề có điểm nhấn khác nhau đáng kể là điều không phổ biến. Tuy nhiên, động thái này cho thấy ông Biden không muốn làm mất lòng cả bên ủng hộ Israel và bên ủng hộ Palestine trong liên minh của mình. Trong bức thư được gửi tới những người ủng hộ Israel do Văn phòng Thư tín của Tổng thống soạn và được ký tự động tên ông Biden, có nhắc lại sự kiện diệt chủng người Do Thái Holocaust khi nói tới vụ Hamas tấn công Israel ngày 7 tháng 10. Bức thư cam kết hỗ trợ liên tục cho Israel và ưu tiên vấn đề con tin. Tổng thống Biden viết, người dân Israel đã trải qua một thời điểm tàn ác, gợi lại những ký ức khủng khiếp và được coi là ngày chết chóc nhất đối với người Do Thái kể từ Holocaust. Ông nói tiếp, Mỹ sát cánh cùng Israel. Chúng tôi sẽ tiếp tục đảm bảo rằng Israel có những gì cần thiết để tự vệ theo luật nhân đạo quốc tế. Tôi sẽ huy động mọi nguồn lực để đảm bảo việc thả các con tin bị Hamas bắt giữ. Tuy nhiên, trong bức thư gửi những người ủng hộ Palestine, bức thư không hề đề cập đến cái ác nạn diệt chủng Holocaust hay sự ủng hộ của Mỹ dành cho Israel. Thay vào đó, thư tập trung vào việc cung cấp viện trợ cho người Palestine. Ông Biden viết, chúng ta phải luôn lên án chủ nghĩa khủng bố khi chứng kiến nó xảy ra. Nhưng Hamas không đại diện cho người dân Palestine. Tổ chức này không đại diện cho phẩm giá của người Palestine. Chúng tôi thương tiếc nhiều người Palestine vô tội đã bị sát hại. Ông Biden tiếp tục giải thích rằng, đó là lý do tại sao chính quyền của ông đang hợp tác chặt chẽ với các đối tác để đảm bảo rằng viện trợ như thực phẩm, nước và thuốc men có thể khẩn cấp đến tay những người Palestine vô tội ở Gaza, và nhấn mạnh rằng Mỹ kiên quyết ủng hộ, bảo vệ dân thường trong xung đột. Có những quan điểm chung trong hai bức thư, như lời hứa của ông Biden rằng, sẽ tìm cách bảo vệ dân thường, đảm bảo hỗ trợ nhân đạo cho những người Palestine vô tội và nỗ lực hiện thực hóa giải pháp hai nhà nước, cũng như gọi Hamas là một tổ chức khủng bố. Một quan chức Nhà Trắng giấu tên cho biết, bất cứ ai đọc những quan điểm khác nhau mà chúng ta thấy trong thư sẽ thấy rằng những bức thư này cần có hai phản hồi riêng biệt. Đây là một vấn đề phức tạp liên quan đến sắc thái và tính nhạy cảm. Có các phản hồi riêng sẽ giúp chúng tôi giải quyết tốt hơn những mối quan ngại và tính nhạy cảm riêng được nêu ra trong những bức thư gửi đến. Quan chức này cho biết, ông Biden đã xem một số bức thư gửi đến và nói thêm rằng cần có nhiều thư trả lời để thể hiện sự tôn trọng với người gửi. Hai lá thư mang hai thông điệp cho thấy Tổng thống Biden cần kêu gọi cả hai phe trong đảng mà hai phe vốn đã chia rẽ trầm trọng hơn do cuộc chiến ở Trung Đông. Chỉ còn chưa đầy một năm nữa là phải tái tranh cử. Ông Biden không muốn làm phật lòng các cử tri đảng Dân Chủ. Một cuộc thăm dò của NPR, PBS NewsHour, Moody's công bố trong tuần này cho thấy hầu hết thành viên đảng Dân Chủ, 56%, hiện tin rằng phản ứng của Israel trước vụ tấn công của Hamas là quá nhiều. Con số này tăng từ 35% 4 ngày sau cuộc tấn công khi Israel vẫn chưa tiến hành cuộc chiến trên bộ vào Gaza. Theo cuộc khảo sát, nhìn chung, 60% thành viên đảng Dân Chủ tán thành cách xử lý cuộc chiến của ông Biden. Tại Michigan, một bang quan trọng có nhiều người Mỹ gốc Arab và người Hồi giáo, một số thành viên đảng Dân Chủ đang cảnh báo sẽ từ chối bỏ phiếu cho ông Biden vì ông ủng hộ Israel. Những người biểu tình ủng hộ Palestine đã đụng độ với cảnh sát trong tuần này sau khi họ chặn lối vào Ủy ban Quốc gia Dân Chủ. Về nhiều vấn đề, Nhà Trắng gửi một bức thư duy nhất để trả lời những người viết thư để hỏi về quan điểm của Tổng thống hoặc bày tỏ quan điểm riêng về một chủ đề cụ thể. Đôi khi, đối với các vấn đề đặc biệt gây tranh cãi, Nhà Trắng sẽ soạn thảo các phiên bản khác nhau của một bức thư để nhấn mạnh Tổng thống đồng ý với một bên hoặc giảm bớt sự bất đồng của ông với bên kia. Một người từng làm việc tại Văn phòng Thư tín ở chính quyền Mỹ cho biết, mọi văn phòng thư tín đều cân nhắc về vấn đề đó. Đó là nghệ thuật và bản năng hơn là khoa học. Tổng thống Biden có thể chắc chắn rằng ông sẽ không bị cáo buộc vì nói điều tương tự với mọi người dựa trên hai bức thư này. Hai bức thư cùng thông điệp nhưng có cấu trúc đảo nhau. Trong bức thư gửi cho những người ủng hộ hành động của Israel, ông viết, tại Mỹ, tôi đã chỉ đạo nhóm của mình xác định, ngăn chặn và phá vỡ các mối đe dọa trong nước có thể xuất hiện nhằm vào người Do Thái, Hồi giáo, Arab hoặc bất kỳ cộng đồng nào khác. Không có chỗ cho thù hận trong thế giới của chúng ta. Không chống người Do Thái, không chống người Hồi giáo, không chống bất kỳ ai. Nhưng trong bức thư gửi những người Mỹ ủng hộ Palestine, ông viết, tôi đã chỉ đạo nhóm của mình xác định, ngăn chặn và phá vỡ mọi mối đe dọa trong nước có thể xuất hiện nhằm vào người Hồi giáo, người Arab, người Palestine, người Do Thái hoặc bất kỳ cộng đồng nào khác. Không có chỗ cho thù hận ở Mỹ, không chống người Hồi giáo, không chống người Arab, không chống người Palestine.
không chống người Do Thái, không chống bất kỳ ai. Tương tự, ông Biden đã đảo chủ nghĩa bài Do Thái và bài Hồi giáo trong hai bức thư, nhấn mạnh chủ nghĩa bài Hồi giáo trong bức thư gửi các phóng viên ủng hộ Palestine. Còn trong bức thư ủng hộ Israel, người Palestine bị loại khỏi danh sách những người mà Biden muốn bảo vệ khỏi sự thù hận. Bức thư ủng hộ Israel đề ngày 1 tháng 11, bức thư ủng hộ Palestine đề ngày 8 tháng 11. Ngay cả những dòng kết thúc thư cũng được viết rất rõ ràng để thu hút các bên đối lập. Tổng thống Biden viết cho nhóm ủng hộ Palestine: "Và chúng tôi sẽ tiếp tục ghi nhớ trong trái tim mình tất cả các gia đình trên khắp đất nước chúng ta và trên toàn thế giới, những người đang đau buồn vì mất mát người thân yêu, mất một phần linh hồn vì thảm kịch này." Ông viết cho những người ủng hộ Israel: "Và chúng tôi sẽ tiếp tục phản đối chủ nghĩa khủng bố và tội ác bừa bãi, giống như chúng tôi vẫn luôn làm." Theo tin tức, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.